Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, vận may sẽ bất ngờ ập tới với những con giáp này trong ngày 12 tháng 11 âm lịch. Xin chúc mừng những con giáp dưới đây, bởi ngày 12 tháng 11 âm lịch chính là ngày đại cát dành cho các bạn. Bất cứ mong muốn nào của các bạn đều có khả năng cao thành hiện thực. Ngày hôm nay, bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ về con đường công danh, tài lộc. Trong chuyện tình cảm, đối với những bạn đã lập gia đình thì ngày hôm nay tình cảm vợ chồng của các bạn sẽ thêm gắn bó, khăng khít. Còn với những bạn còn đang trong tình trạng chăn đơn, gối chiếc thì hãy biết nắm bắt cơ hội mà ra đường kiếm tìm người yêu, bởi bạn sẽ rất dễ gặp người phù hợp trên đường phố. Và đó là các con giáp Tý, Dần, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu. Tí. Người tuổi Tý có thể sẵn sàng tinh thần đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với sự nghiệp của mình trong ngày 12 tháng 11 âm lịch. Tất nhiên, để mọi việc có thể tiến hành suôn sẻ thì sự cố gắng nỗ lực của chính mình là không thể thiếu. Dưới tác động tích cực của cục diện tam hợp, người tuổi Tý dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Mọi người xung quanh đều sẵn sàng giúp đỡ bạn và chỉ cho bạn một hướng đi, giúp cho bạn khắc phục những khó khăn còn tồn tại trước đó. Xem tử vi ngày 12 tháng 11 tuổi Tý âm lịch, phương diện tài lộc của bản mệnh có những bước tiến triển khá là khả quan trong thời điểm này. Với đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, bạn thường lập ra được những kế hoạch khả thi, có thể lập tức bắt tay vào thực hiện. Nhờ có tam hợp, các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt, bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn. Nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Chuyện tình duyên của người tuổi Tý đòi hỏi bạn phải thật tỉnh táo trong suy nghĩ và cách hành xử, chớ quyết định chuyện tình cảm theo cảm xúc nhất thời, kẻo phải tổn thương trong tương lai. Khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người, những ai còn độc thân có thể xem xét giữ quan hệ bạn bè với đối phương trước, không nên quá vội vàng tiến những bước xa hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dần. Tử vi ngày này dự báo tuổi Dần có công việc thuận buồm xuôi gió nhờ tam hội chiếu cố, nhất là những người đang cầu danh, muốn tăng quyền lực, mở thêm cánh cửa, cửa hàng hoặc vay vốn làm ăn thì càng có lợi. Quý nhân sẽ nâng bạn những lúc gặp khó khăn. Mặt tình cảm tuổi này gặp ngũ hành mộc khắc thổ nên phải hạn chế giao lưu, tiệc tùng trong hôm nay, kẻo xảy ra xích mích. Hết giờ làm thì về nhà, không la cà đi chơi cùng bạn bè để bình an vô sự. Về phương diện tài lộc, trong ngày khởi sắc nhờ có thực thần, thậm chí bản mệnh còn may mắn hơn khi có người cho tiền, trúng thưởng hoặc được trả nợ. Tuy nhiên tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, thay vì chỉ nghĩ đến cách chi tiêu chúng thì nghĩ đến cách để tăng thêm thu nhập cho chính mình. Điều đáng mừng là trong khoảng thời gian này, tình hình sức khỏe của người tuổi Dần khá ổn định, mặc dù có những khi hơi vất vả một chút, song bạn luôn tìm thấy động lực để vươn lên, khiến tinh thần hăng hái, đẩy lùi sự mệt mỏi. Tuy vậy, không có nghĩa là bạn có thể xem nhẹ sức khỏe của mình. Dù còn trẻ tuổi đi nữa, bản mệnh cũng nên cố gắng sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, đừng cố gắng quá sức, tạo áp lực cho cơ thể. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Hôm nay thiên tài chiếu vận nên công việc có cả hung lẫn cát, tuổi Tỵ ăn nên làm ra, biết bươn trải, chịu khó nhưng lộc đến còn chưa biết nắm giữ, đôi khi quá thoáng tính, mù quáng nên công việc hay bị hoãn lại. May mắn nhờ cục diện hỏa sinh thổ nên bản mệnh khá may mắn trong chuyện tình cảm. Bạn giỏi xã giao, ăn nói khéo léo, biết lắng nghe, ăn mặc sạch sẽ nên ai cũng quý. Người có tầm là người mà dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vẫn luôn chỉn chu, đó chính là tuổi Tỵ. Là con giáp được ông trời phù hộ nên tuổi này gần đây dù phải lo nhiều việc nhưng vẫn giỏi kiếm tiền, không chịu khuất phục trước khó khăn. Lúc nào bạn cũng là người tiên phong trong chuyện làm ăn, vì thế nên được phía của thần tài, đánh đâu thắng đó. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Mệnh có chính tài nâng đỡ nên con giáp này chỉ cần tập trung vào công việc chính là có thể gặp may mắn rồi.
Nhiều người cười nhạo về cách làm việc của bạn nhưng họ chẳng hơn được bạn, hơn nhau cốt ở cái tâm, làm việc có tâm thì sẽ có tầm, có lương thưởng, xứng đáng. Tuổi Ngọ cũng giành được thiện cảm từ mọi người xung quanh nhờ hỏa dưỡng thổ. Con giáp này còn biết cách nhân nhượng, hòa giải để thị phi không đến với mình và người thân trong nhà. Cách sống như thế này thật đáng để học hỏi. Mức thu nhập của bạn trong ngày khá tốt, chủ yếu đến từ công việc chính, người làm trong lĩnh vực về tài chính hay bất động sản, kinh doanh tự do có lộc trời ban, tiền bạc rủng rỉnh. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân, vận có thiên ấn trợ lực, có lợi cho những người đang làm quan hoặc muốn lên chức. Đề xuất bạn lên cấp trên sẽ được xem xét, tin vui nhiều hơn tin buồn. Những hợp đồng còn bỏ dở sẽ được ký kết suôn sẻ và may mắn, được lộc từ khách. Được tam hợp chiếu cố nên mặt tình cảm cũng tốt đẹp không kém. Chuyện ấm áp nhất trên đời, không còn gì hơn là có người hiểu, có người thương mình nhé thân. Hiện tại gia đình bạn vẫn yên ổn, hạnh phúc và may mắn gấp vạn rồi, nên hãy trân trọng. Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn vô tình gặp được hoặc là người thân quen giới thiệu cho các mối tượng triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy. Nhờ cục diện thổ sinh kim, tuổi Thân hôm nay khá lộc lá nên chăm chút cho bàn thờ thần tài trong nhà nhiều hơn để đón thêm lộc. Ngoài công việc chính, bạn có thêm thu nhập ngoài luồng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, chính ấn chiếu mệnh nên công việc của tuổi Dậu không đến nỗi tệ, hay được cấp trên khen ngợi nhưng đừng chủ quan. Đôi khi bạn khá chậm chạp, trì trệ nên việc vẫn dồn đến ngày sau, tiến độ phải được đẩy nhanh hơn nữa. Được lục hợp soi sáng nên tuổi Dậu có đời sống gia đình rất tuyệt vời, êm ấm, vợ chồng tâm đầu ý hợp, làm gì cũng thuận. Nếu bạn muốn thu hút sự chú ý của ai đó vào hôm nay, hãy cố gắng cư xử lịch sự và nhã nhặn nhất có thể nhé. Nhờ cục diện thổ sinh kim nên công việc kiếm tiền của bạn biến động theo chiều hướng tích cực, hứa hẹn đạt được nhiều thành công đáng kể, cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời gian tới khá cao. Để đứng công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức thứ Hai ngày 5 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Tý và năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là trường lưu thủy, ngày Nhâm Thìn thuộc hành thủy khắc hành hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành thủy cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Bính Tuất, Sát Tuất và Bính Dần. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.